tiệt hai bông bôn cha vậy tôi ao tầm miền tây tận này ở trên nước nghiêm tê cha cứ che thải chẹp chộp chẳng ấy na vậy tôi lục bực đây là hồ cha vậy tôi thuần chân tới một dạng đây ta cha đẹp ta dương ở các mạng nhâm tê hai dạng mình tiết dương ban cha chân ăn một phong đài cha dương ngày nay mau một mục tiết đây bông bôn cha cứ ở bài đầm nạp chấm hối miền song cha bị lờ cha một mục này mình chỉ vào bạc bé hai con mình chỉ sửa vào màn đây cha chẳng ngờ lử mà mơ vì thi thơ mùi những nhóm đấy cha này cứ có đầm nạp đây những nhóm ban tram vía và hai chỉ bay từ buôn máu cha đầm bay ở vị địch sần cha và đầm mắt những nhóm đã vi trôi từ khăn ông cảnh trái đại miền cả là chẳng đầm bay vô vị từ chấm hồi và xin chỉ bóng phô miền cảnh trái tới những ai tra sẽ bay cả bàn đá chẳng chẳng những nhóm thôi khang vậy vậy vì chẳng sao nó đầm bay ở vị ở hiện sẽ đang tới những chấm hồi tới nghi chập cho anh mộng cha hay hằng co đại những nhóm phơi nếp và hai chỉ bay khăm cả là bay khăm ấy nâng cha cứ tách mình tên ok dương ở đại chấm hồi hằng co cho nào bỏ dương chào tới cha hay là dương nghĩa mau phơi sang cha bỏ dương vĩnh cha những nhóm vô chan muối cua bồng văn chuẩn muốn pi crop cha và tập man nhóm vay vĩ đầm bay bay chỉ muốn sơn cha những nhóm tra bồng văn ta chơi cha để xa tay ở những khiêm pra cái hình chất ra ớt chạy trộm trong bàn lại cả nạn chẳng á nhằm tư ở tuân tuân bạp cái tí hết ở trong đạo bổng ngoan tràn bê bạp lại cả nạn rừng rừng bổng ngoan chẳng hết á chạy hay bê và bảy bê đuôi hai chẳng thì khiêm đạo cái tí đố chuẩn luôn ở chất mà con chán nâng thì khiêm qua đất vì xa nâng pi rồi mì lì lít á chạy hai bà thêm chẳng mối nâng mà sao chá chuẩn luôn môi sạp đi bài cả là và tôi mà tiếp tâm thì khiêm đạo chẳng mối nâng có xó chạy thì khiêm đạo sử dụng được chiếc buôn sạp đi bài chạy nông bạn mà ní bông bồn ai lấy từ tam chấm nuôn ở sông cha để bông bồn phơ ở mà thay dương prau ở thu sông cha tra ấn pram từ bụng bụi cọp chẳng hay cái tị đông tràn trên nắng chẳng dương lấy tam nắng hay dương ai chập mờn tới tới cha hay chập mờn tới đằng ngày từ ai dương time chẳng ấy nữa cha hay bông bồn complete time bảo là bật chập phong đài cha hay bây dương đã kềm xăm châu khnì ăn chẳng hay dương tu bậc cao kềm xăm dương ở lì tây sơn cha sông cha này khi ông nắng bây chân má cứ vì ở sông biên bò lương ấy mà tê cha cứ bài lệ cả nã phò xò xò được bài tị tị chẳng ấy nữa cha nên khi ông pra ở bồng món tay hơi đã cái tia tràn chẳng nghe nè cha cho chật bài lại cả nạn chẳng nhầm tới tôn chui cái tia tia mà tia này khi ông vô sập to chuẩn nốt mà sập lập máu chụp bát nước non sóng cha bảo dưỡng nằm bay ở vị trên khăn chui được non sóng cha cha bắt đầu mắt thôi cả cho ra video cả chảnh cha bắt đầu mắt dưng tục vi mà like xin nè nghĩa mơ bay từ nào bao nhiêu với cha cứ chọn lấy cha này ba hai chim mập hay này tí cha cứ chọn là o khăn mềm tàn cha để tôi đôi này khi ông bắt chả chẳng nét bây dưng chụp hoi chẳng nghe cứ bay từ nào dưng cứ chọn là o khăn á bay lại cả nạn tha là muốn hay slow mong cha cứ ở đây thì hay bom bom hay chỉ chỉ ngon lại thay nên khi em thua thì anh nắng mà chập nắng mà cái chập nắng cha tao xem mà cha cứ sai nên khi em cứ mình khi chơi tranh tê cha tập pin đập đầy bốn nắng á cha hay to tập ôn mà lên anh chẳng tới bàn thua anh tranh chẳng tới cha bật lọp thua mà đá cứ nên khi mình tập lọp mũi tia cứ thua anh nắng ắt sơ cho chân thay thua hai tục nhà mà xa tia tê cha cứ tại nhà mà đong hai cứ nhầm mà đong vòng thưa tục nhầm lực cao ấy thiết đối ở sơ chinh ngang nhé cha cho chất thưa phim nhầm phim mong cha thì ní cứ dương trơ ca vô vi tờ lì cho mùi nâng bài đầm nạp bao giờ á cha đầm bay ở bài đầm nạp dương vì ở khăn chối hay ở miên chiết cha miên chiết bà em lòm lòm anh chẳng á cha tớ nên khi ông lấy tí hết tí sọt nâng chùm đuôn bà chỉ pram sạp rịa bái lê chùm mùi nâng sko so mà sạp rịa bái hay nâng vào mà chập phong đái hay thưa ca câu vi ấy sọp sần chẳng ở lời nhưng vô chan đại thờ đã chấm hoi nữa nghe chẳng bông bồn ở thờ vô chan được có thà na đại thờ đã chấm hoi cứ dương vô thà năng mà hai màu cha hai dương đua bay thà nạp đại dương chấm hoi cho anh nắng đã trôi được nông thà được cái chan nâng tới cha hai và tập ma chấm dương chặt tì mày nắng nghe chặt bông bồn tì đại dương liền mày nắng trôi chấm bay thà nạp bao giờ nữa hai dương chụp bỏ vì ở sọp cha bay ơi ở chết tì hai nắng bay nắng vì ở bên này thà vì trôi khnì mỏng á cha trôi khnì ban lo hai chấm dương thua ca triệp vợ với má hay dương vô từ chấm hỏi bà hai chị đập ram này tì ơi bà to tiệt cha trong cái lạnh nâng ấy cha bà nhìn khi nhôm bà chạy thang cả mọi bài dương ri cha tập bài dương ri dương thở lên một cái tì nâng tiết cha cứ vì ri scoi ơi cha ít 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 ngang tê cha chăng ở lỡ cứ riệp phía hai chăng vô từ đại chấm hỏi bà hai chị đập ram này tì bà to tiệt đó nữa cha cha chăng khi nhôm lòng pe đại dương đại chấm hỏi bài dương bà to cho nó đập ram này tì tiết ở lỡ dương nghĩa mau cha đặt cái tia muối nửa lửa phơi bạc phơi tô cha bắt tóc mai dương chạ xong cha dương nửa lửa phơi hay cố viên tịch sơn nam mong bồn cha dương thưa hình chứng cứ đầm bay ao xong cha bảo dương hiện khắp tịch sơn cha bảo dương mà những liên mà xa lướt canaco tới biển lang khà bay cha bay sơn thì dương chạ viên tư đang riêu tai mà đón dương khai viên ắt ở viên lẽ cả nhà tháp viên ắt miên ở xong cha nửa lửa bay tận áo bắc viên triệp châu được nòng co ăn chứng ấy nè chúng mũi bay ăn chứng ấy nè cha ăn chứng cứ dân thời ca cô viên tách cha cô viên nó cứ bạc phần lương tôi tốt cha hay cô viên tách tách chân tới đầm bay ơi viên hiện khắp tách ba này cha
ở hai chị bay từ Pramiti ấy nâng cha lên đi khiêm cô mà phải tới khơi thai bị hiện làng cọ đông đông hàng cào mây cha dân cứ bên đăng ban này cha dân thôi cả bật phơi tơ bảy trăm cô vì bà to tiệt ao cạp mỏng nghề chăng ở bà to bát tiệt để dân thôi cả bật phơi hai dân trả xong cha là dân ban cô mà nhắn ấy vì lờ bay để dân ban chấm hoi mày đập Pramiti tiệt nâng ấy cha hay bà to mai bàn dân vô tặng xong cha vô tặng bay nâng mau chấm hoi bàn to rồi dạ quay mà phơi Pramiti bà to tiệt ចានេះលទ្ធផលសម្រាប់ចាបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំចំអិនហើយនេះខ្ញុំទុកវាឲ្យត្រជាក់ហើយទើបអាចកាត់ជាដុំៗអញ្ចឹងបានណាចាអូបើសិនបើបងប្អូនចង់បានអាសង់ខ្យាលលើនឹងមានពណ៌បៃតងស្អាតអស់ចារសជាតិស្លឹកតយនឹងគឺអាពេលយើងធ្វើសង់ខ្យានឹងគួរបង្វាន់លីខ្ទិះអីនឹងចាគឺយើងយកស្លឹកតយកិនយកទឹករបស់វាលាយមកចាមកស្លាបព្រាពីស្លាបព្រាអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងវានឹងមានពណ៌បៃតងខាងលើនឹងស្អាតហ្មងហើយក្លិនឈ្ងុ
mọt tới cứ chui bình mọt bóng á.